Amit, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sẵn khăn saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duttiyami bạch đẳng saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì, Duttiyami dhammang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì, Duttiyami sangkhang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ nhì, Tatiyami bạch đẳng saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba, Tatiyami hổng măng saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba, Tatiyami sangkhang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ ba, Tị Sa-ru-na-ca-ha-năng Nị-thi-tăng phát huy tam bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu. A-ma-phan-tê, và chúng con xin vâng. Bà-la-thi-ba-ta Huệ ra ma ti si kha pa đăng sa ma di ya mi con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự sát sanh a đinh na đa na quy ra ma ni si kho bất đăng sa ma ya mi con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự trộm cắp mê su mi cha cha ra quy ra ma ni si kho bất đăng sa ma ya mi con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự tà hạnh mu sa wa da quy ra ma ni si kho bất đăng sa ma ya mi con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự nói dối sura me rayama cha pama da tha na quy ra ma ni si kho bất đăng sa ma ya mi con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa si dễ uống rượu và các chất say. Ba na tỳ bà ta quệ sa ma ni sức khả ba đăng sa ma di gia mi con xin phân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sạc sanh a điện na đa na quệ sa ma ni sức khả ba đăng sa ma di gia mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mi cha cha ra quệ ra ma ni sức khả ba đăng sa ma di gia mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da quệ ra ma ni sức khả ba đăng sa ma di gia mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me rayamat chap bama dathana quệ ra ma ni sức khả ba đăng sa ma di gia mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và ca chất say. Hiệp mai ni ban cha si ka ba da ni sa tu kang ka tua ngap ba ma de na ni cha ka lăng sa ma ra phi ta băng. Chư Phật tử sau khi thọ trì tam quy và một giới nơi tam bảo rồi phải lắng nghe như hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Si lê na su ca tin yon ti si lê na pho ca sam ba da si lê na ni pu tin yon ti ta sam mai si lăng vị so ha ye các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật chưa được trong sạch đừng để lắm nhân.
Sa thu lành thai uất tâm ăn ghê na vấn đề hăng ba đa phẳng sum và ruột tâm ăn buộc thể vô cà li tổ đô sơ buộc thơ khamma tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng thầm anh cho được vị thăng và răng thầm mê vô ca đi tô đỡ sô thầm mơ khả mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh tha vi sẵn khanh cha được vi thốt tâm ăn sẵn khê vô khanh y tô đỡ sơ sẵn khô khăm mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Sa-tô Đức Phật ngự trên đầu, quay mặt Xá Lợi Phất, quay trái kiền liên hầu, trước mặt là tâm tạng, sau lưng A Nan chầu, bốn phương A La Hán, Đế Thích Lực Phạm Thiên, do lực pháp màu hộ trì cả năm châu, rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Sĩ thị gia trên nạc gà tha sĩ tham mạnh tu sinh, tham mạnh tu sinh, tham mạnh tu y đăng phá lăng e ta sĩ minh rất ta nạ ta giả sĩ minh xâm bát ta đà nạ chê. Ta xô cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai hước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên trở mau giải thoát kê liền kịp sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa minh, nguyện thấy chúng sanh khởi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành. Nguyện dình tam học do định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham mau lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dẫn kinh chi cu sanh la cảm ăn ca tập bằng ký đi văn mà ca dê na quả cha mà na sa ti đa xê su ga tăng ca tăng dê sa ta sa nhị nô a thị dê cho sa ta a sa nhị nô ca tăng buôn nha pha lăng mây hằng sa bê pha ghi pha quan tự tê dê tăng ca tăng sư quý đi tăng điện năng buôn nha pha lăng mà dạ dê ca ta ta na cha nan ti đê qua gần tò ni dê đại dâm sa bê lô cam hi dê sa ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma muốn năng phô cha năng sa bê lập hành tu ma ma chê ta sa ti
Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên, đều là phước báo vững bền, có thể chết chung độ lên thiên đàng, cung trời đạo thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Cứ con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, ban ngày chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được xài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương tọa lòng. Nam mô Bích Hai Giá, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Trí Đức, là từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy, ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài. Chúng con cũng thành kính lãnh lễ tri ân Chư Tôn Đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Bình lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý Ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với Chư Tôn Đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng Pháp Hội, mong rằng phước này trợ duyên quý Ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con cũng thành tâm dâng quả phước mà con đã trong sạch tạo được những ngày hôm trước và ngày hôm nay, thành tâm chiêu quả phước này đến với bà Phan Thị Nguyệt Nhung, 78 tuổi, mong rằng phước này trợ duyên cho bà lúc nào cũng được an vui, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Dạ, bây giờ con chưa có thấy Minh Kinh vào đạo tràng phải không quý vị? Dạ, quý vị có thấy Vinh Kinh vào đạo tràng chưa ạ? Dạ, chưa thấy. Dạ, bây giờ trong khi chưa có Vinh Kinh vào đạo tràng, dạ, Nhật Vinh mến chào Sích Trần Đạo, kính chào Như Cánh Chim Trời, kính chào Thâm Má Nanh Đá, kính chào Vinh Thính Pháp, kính chào Tàm Quý, mến chào Thi Lâm, mến chào Thiện Vũ, mến chào Hạnh Dung. Còn đạo vị nào Nhật Quỳnh chưa chào không? Kính chào Ngọc Hân, kính chào Hiệp Mộng và Nhật Quỳnh một lần nữa thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào đạo tràng. Và bây giờ Nhật Quỳnh xin ý kiến quý vị ạ. À, giờ này không biết Minh Kinh bị kẹt xe hay gì rồi mà giờ này chưa vào đạo tràng. Và xin ý kiến quý vị, mình phải làm sao đây quý vị? Thường thì giờ này là Quỳnh đã vào rồi. Hay là bây giờ Nhật Quỳnh phát bài lên, vị nào mà có kẹt một chút lại ra rung sớm thì đưa tay đọc trước được không? Dạ, quý vị có đồng ý vậy không? Alo. Dạ, vậy nha. Bây giờ Nhật Quỳnh phát bài ra trước. Chắc Nhật Quỳnh hình như biết được là chị Meta hôm nay chị cũng có việc phải rời rung sớm. Dạ, chị tranh thủ vào rung thôi Nhật Quỳnh. Dạ, mời quý vị. Dạ, vị nào mà có bị kẹt cứ việc ôn bài trước trong khi chờ đợi thấy kinh vào ạ. Dạ, kính mời đạo tràng. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Trần Đạo, cô Kim Nhung. Dạ, cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, thầy đã vào rồi cô ơi. Vậy thôi thì để thầy vào đi. Dạ, Meta xin xuống mic để chờ thầy vào.
Nam Mô Bụt Thầy và Nhà Quỳnh thinh thay mặt đạo tràng đón mừng thầy kinh vô vào đạo tràng. Và Nhật Quỳnh tính lạm dụng thời cơ trong khi chờ đợi Quỳnh vào thì Nhật Quỳnh phát bài để cho quý vị đọc chờ Quỳnh vào. Bây giờ có Quỳnh vào rồi, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng và kính mời Quỳnh đăng đàn để điều hợp chương trình học ngày hôm nay. Và kính mời Quỳnh ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tam Ma, Nam Mô Sa Khai. Dạ, kính lễ sư Đức Đức cùng chư tôn đức tăng trong room. Dạ, thân chào tất cả quý vị. Dạ, xà thấu ha. À, hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình. Tuần rồi cũng còn lễ dở chưa xong. Trước khi vào buổi học, ta cùng nhau lãnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahang sama sambutho bhagava buddhang bhagavantam abhivademi svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami supatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami sama sambuddhamatulam sasattham akaduttamam abhivadiyapasissam abhidhammattasanghaṃ. Tôi xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chưa được trong vi diệu pháp. Nam mô A Di Đà, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Khai. Trước khi vào buổi học chính thức thì chúng ta cùng nhau đọc Pali ha, vì tranh thủ giơ tay giơ chân cho lẹ đọc cho ngon lành ha. Nếu cô Nhật Quỳnh mà có điều kiện được cô gửi bài cho các Phật tử để tập trước nhà lên đọc cho nó ngon lành ha. Chứ bây giờ lên mà nhìn đọc khó lắm, không phải đơn giản ha, rất là khó. Ngay cả chúng ta tập trước rồi lên đọc nhìn còn chặt chứ hơn, bởi vì tiếng Bali không phải ngôn ngữ của mình, nó khó cho nó. Là nếu có điều kiện thì cô Nhật Quỳnh cứ gửi bằng cách nào đó, gửi bằng cách nào cho ai đó, hay gửi cho cô Nhung hay cái gì đó, cô Nhung gì đó, có thể post lên cho ai đó, sao coi chung được, người ta lấy bài được, đăng lên Facebook vì có người lên, người không thì cũng được, đăng cũng được, thì tùy cái gì sắp xếp sao để cho dễ, thôi lên đọc đặt ví dụ đọc nó vừa không rành rẽ rồi không đúng ngữ pháp rồi mất thì giờ rất là nhiều á. Mình cố gắng mình làm cho nó. Lớp mình giờ 2 năm rồi, đã đi được 2 năm rồi. Sư Trí Đức này từ lúc bắt đầu tới nay con nghĩ được là mình đi tới được 2 năm đó sư. Con nghĩ chắc cao lắm 3 tháng là giảng luôn. Sao giờ đi được với 2 năm. Thì vấn đề thấy cũng là rất là đặc biệt, cũng do duyên từ sư chánh định này, sư chánh định dụ dỗ rồi vô lại được 2 năm. Thỉnh sư Lý Đức Quang Hỷ cho giúp như vài lời nói đầu cho trước khi quý Phật tử đọc bài. Thỉnh sư Lý Đức Quang Hỷ cho biết là sau 2 năm học vậy thì theo sư Lý Đức thì sư Lý Đức thấy cái lớp này nó làm sao. Dạ, con cũng thỉnh sư cho vài lời cho Phật tử được Quang Hỷ. Sa thú Quỳnh Kinh. Quỳnh Kinh được sự giới thiệu hay là sự dụ dỗ của sư chánh định mà đến với đạo tràng này. Khi mà chúng tôi đang ở chùa Đạo Quang Tết Sắp thì có gặp sư chánh định, rồi cũng thời gian đó cũng gặp Quỳnh Kinh. Và do sự sắc tấn của sư chánh định và Quỳnh Kinh đến với pháp hội này. Khả năng của Huynh Kinh á, thì cứ nghĩ rằng cái môn vi diệu pháp dạy trên cung thế này rất là khó. Nghĩ chừng khoảng 3 tháng là vãn tuồng ha. Nhưng mà qua 2 năm chúng ta sinh hoạt thì đây mới thấy cái khả năng của Huynh Kinh rất là tuyệt vời. Bởi vì thường thường dạy dưới đất á, nhìn cái bảng nêu và thấy mờ mắt rồi, xanh xanh đỏ đỏ thì mấy đứa nhỏ nó mừng,
Nhưng mà ở đây thì toàn là mấy bà già, cái room này toàn mấy bà già nhiều hơn là mấy thanh niên ha. Nhưng mà cái lối dạy của anh trên sau có một sức hấp dẫn mà chúng tôi không ngờ rằng tại vì lớn tuổi như Sik Meta mà vẫn có duyên để mà học được ha. À, thì đây là cái khả năng của Vinh Vinh à, chứ không phải nói rằng cái vấn đề mà nhiều vị giáo sư lên giảng đi luôn cũng chưa tới 3 tháng cũng đã vãng buồn rồi. Nhưng mà Vinh Vinh quý vị thấy 2 năm qua rất là nhanh, và những cái tác phẩm của Vinh Vinh để lại được cô đọng à, thành những quyển sách à, những kim chỉ nam cho cái môn vi diệu pháp. Thì quý vị hãy quan hỷ tha thú Huynh Kinh à, với khả năng, với cái giáo án à, với cái lối trình bày của Huynh Kinh à, rất là tuyệt vời, cho nên mới tồn tại đến ngày hôm nay. Rồi xin cho những cành hoa tốt đẹp à, những cành hoa à, gọi là tán thán quan hỷ à, đối với cái phương pháp giảng dạy của Huynh Kinh. À, chúng tôi chỉ có ý kiến là như vậy thôi à. Rồi bây giờ đạo tràng có ai có ý kiến thấy rằng Huynh Kinh dạy khó quá thì cứ đưa tay à. Những cái điều mà chúng tôi trình bày như vậy thì quý vị thấy có đúng hay là sai? Rồi mời Sĩ Nhật Quỳnh. Dạ xa thú xa thú, con xin đại diện đạo tràng thành kính tri ân Ngài Trí Đức rất là nhiều luôn. Dạ chúng con mà được học chi diệu pháp cho Vinh Kinh dạy thì cũng nhờ Ngài. Ngài đã gặp Thượng Tọa Chánh Định và gặp Vinh Kinh ở chùa Đạo Quang, và đã lôi kéo được về cái trung Phật giáo Nam truyền, nhất là sư Chánh Định. Và sư Chánh Định hứa là rồi chúng tôi về Việt Nam sẽ vào trung Phật giáo Nam truyền. Mà con thấy sư lặng hơi lâu luôn rồi. Dạ từ 2 năm qua không biết xứng thiệt được mấy lần trong rơm Phật giáo Nam truyền. Tại vì con về Việt Nam nó con không có đủ duyên. Con mà đủ duyên gặp Thượng Tọa Chánh Định thì thế nào con cũng kêu nài thôi à. Dạ nhưng mà không đủ duyên. Dạ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Nhật Quỳnh cũng thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Huynh Kinh rất là nhiều vì nể lời của Thượng Tọa Chánh Định và Ngài Trí Đức mà Huynh đã quan tâm vào cái rung Phật giáo Nam truyền để giảng dạy cho những lớp học mẫu giáo này, sơ cơ này, mà nhất là dạy những cái bài già, trong đó có Nhật Quỳnh với chị Meta là chậm lục mà vẫn học được, thì rất là kính cảm ơn Huynh. Mà Nhật Quỳnh cũng thưa với Huynh là Huynh là hai gây gỗ với Nhật Quỳnh nhất luôn á. Tại vì Nhật Quỳnh đại diện cho những người già cả lắm cẩm. Hai năm nỉ Huynh dạy chậm thì Huynh rầy. Rồi có lúc thì cái mic thì nói nghe không có được. Mà Nhật Quỳnh không ai dám nói. Có một mình Nhật Quỳnh dám nói à, thúc sao đích không à. Kêu Nhật Quỳnh nói thì Nhật Quỳnh nói thì Huynh cứ giật cái đầu của Nhật Quỳnh là Huynh gõ thôi. Huynh đâu có biết là bao nhiêu người ở sao họ thúc đâu. Nhưng mà không có sao, Nhật Quỳnh chấp nhận hy sinh cho Huynh gõ đầu. Dạ. Và cái thứ ba nữa là Huynh Kinh kêu Nhật Quỳnh là gửi bài cho những học viên trong đạo tràng. Thật sự cái này Nhật Quỳnh không có khả năng. Nhật Quỳnh đã từng nói trong đạo tràng Nhật Quỳnh rất là dốt. Dốt về máy vi tính, dốt về tiếng Anh. Nhật Quỳnh mà làm được như đây là Nhật Quỳnh đang cố gắng hết sức mình rồi. Và trong đạo tràng đâu phải ai cũng có email, và cũng đâu phải ai cũng có Viber, và cũng không phải là ai cũng vào Facebook. Nên Nhật Quỳnh thì còn rất là nhiều việc là phải làm ở tới 2 cái room bên kia, và cũng phải lo cơm áo gạo tiền nữa. Nếu mà cứ phục vụ đạo tràng riết mà không lo cơm áo gạo tiền, đói rồi làm sao làm nổi Huynh. Làm không có nổi. Và Huynh Kinh một tuần, Huynh Kinh có dạy có một ngày thôi. Còn Nhật Quỳnh với Ngài Trí Đức á, cái rơm Phật giáo Nam truyền này 7 ngày trước ngày. Nên là Huynh cũng thông cảm và đạo tràng cũng thông cảm. Nếu vị nào có khả năng làm được những cái việc mà như Huynh Kinh nói thì xin đưa tay lên. Huynh Kinh gửi bài cho vị đó, và
vị đó đưa cho quý vị học viên trong đạo tràng. Nhật Quỳnh rất là xa thú. Dạ, đây là ý kiến của Nhật Quỳnh. Một lần nữa, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tri Đức và cảm ơn huynh kinh rất là nhiều. Dạ, xin mời đạo tràng ạ. À, xa thứ, xa thứ. Dạ, kính cảm ơn tri ân sư Tri Đức. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Thật sự con cũng không phải tài giỏi gì đâu sư ơi. Lên dạy cố gắng hết sức cũng thấy Phật tử là cũng rất là siêng năng và cố gắng mình dành thời gian để mình nghiên cứu cách này kia để cho nó đơn giản quá vấn đề vậy mà cũng bị ăn hiếp hoài chứ không lên cứ bị mấy cô mấy bạn hiếp quá. Thời buổi nay như học trò ăn hiếp thầy nhiều hơn học trò đi thầy thấy xin Nhật Quỳnh là lì quá nhưng mà thật sự nói cho đúng thì cũng rất là xa thú. Xin Nhật Quỳnh nhắc nhở giờ kia mình lên mình dạy á lên mình nói lát mình hứng mình nói nhanh quá rồi lâm ra cũng trở ngại. Xin Nhật Quỳnh nhắc thì rất là tốt, xa thú chứ có gì, nó chọc chọc vậy thôi chứ rất là xa thú. Thì lúc mình giảng á mình nhiều khi mình không có kèm được, mình cứ nói sung lên nói nhanh làm cho bây giờ chết bạn kịp ra cái đó cũng là cái vấn đề sưng lên nhưng mà có cái nhiều khi nghĩ cũng tuổi ha, tuổi thân lên dạy học bị trọn hiếp rồi tôi mới ta cũng còn hiếp tôi ha, ta chê tôi tham sân si tùm lum ha mà thực sự không có tham không sân không si là đâu ngồi đây giờ còn tham sân si mới còn ngồi đây trình bày để cho quý vị học chứ hết thì biến mất hết biến mất luôn rồi nếu mà Xích Việt Quỳnh làm chuyện đó không gửi với mấy ông được thì thôi đâu có gì đó thì ai mà cần á thì hỏi qua Xích Việt Quỳnh đơn giản cho ta ví dụ Xích Việt Quỳnh cho email của mình lên lên room này nè thì ai muốn hỏi bài đó muốn lấy bài thì email qua Xích Việt Quỳnh thôi đâu có gì đâu dễ cái đó là buồn hay buồn chán gì đó cũng bị la phải không, buồn cũng bị la chán cũng bị la gì cũng bị la thế cái gì khổ thân già đi dạy học cũng bị khổ bị học trò la miết mà sư Tri Đức thông cảm phận lần đây đi là phận gái 12 bến nước mình phận trai tới 13 bến nước luôn bị quan bị đì đủ thứ chuyện rồi thay đổi không khí cho rùm được quan hỷ xíu nào rồi xin mời quý vị chuẩn bị để chúng ta đọc bài cho ngon lành ha. Xin mời cô Nhật Quỳnh post bài lên mời tất cả quý vị quan hỷ. Dạ rồi. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sàng Khà Dạ. Dạ trước hết con kính lễ Ngài Tri Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ con kính đảnh lễ Thầy Kinh. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Phu Mí Cõi Brahma Barisaccha Brahma Purohita Maha Brahma Cha Ti Bathamacha Na Phu Mi Baritta Pha Abhamana Pha Afatsara Cha Ti Duti Yatcha Na Phu Mi Bari Baritta Sufa Abhamana Sufa Su pha kinh na cha tí ta tí dắt cha na phù mí. Quê hấp pha là á sinh nhá sát ta su tha hoa sa cha tí cha tuất thách cha na phù mì tí
ru ba quá cha ra phù mi sô la sa quy thà hồ tí á quy hà á tắp bà sút đắc xì sút đắc xà á ca nít thà cha tí sút thà hòa sa phù mi bành cha quy thà hồ tí. Cảnh sắc giới có 16 là: một, cảnh sơ thiền, tức phạm chúng thiên, phạm phủ thiên và đại phạm thiên. Hai, cảnh nhị thiền, tức thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên. Ba, cảnh tam thiền, tức thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. Bốn, cảnh tứ thiền, tức quảng quả thiên, vô tưởng thiên và phước sanh thiên. Cảnh phước sanh thiên chia làm 5 phần là: vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, sắc cứu cánh thiên. A ca sa nanh cha giá ta ná phù mí huynh nhà nành cha giá ta ná phù mí a kinh chanh nhà giá ta ná phù mí nê quá sành nhà na sành nhà giá ta ná phù mí cha tí a rù ba phù mí cha túp bí thà hồ tí. Cảnh vô sắc giới có 4 là: một, không vô biên xứ thiên; hai, thức vô biên xứ thiên; ba, vô sở hữu xứ thiên; bốn, phi tưởng thiên. Bú thút cha nà na lấp phàn tí sút thà hòa xề xú sắp bá thà sô tà bành nà cha sa cá đà gà mi nô chà bí bút gá là a ri già nô bá lắp phàn tí a sần nhà bà giá phù mi su xê sát thà nề su lắp phàn tí a ri già na ri già bí chá y đa mét thá phù mi chá túc căng. Trong mọi trường hợp, các bậc nhất lai, dự lưu và hạng phàm nhân không tái sanh. Dạ, như vậy là hết bài chưa cô? Dạ, vậy thì mắt ta xuống mắt nhường mặt cho người kia. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Dạ, cảm ơn Gia Nhật Hà. Cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức,
Con kính chào thầy Kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Chị ơi, chị post bài giùm em. Phù mỹ cõi Brahmabharisacca Brahmaburohita Maha Brahmacatipathamacca na phù mỹ Paritta phà áp pa ma na pha a pha sa ra cha ti du ti ya cha na phu mi barita su pha a pa ma na su pha su pha kin na cha ti ta ti ya cha na phu mi we ha pha la a sanh nya sat ta sut tha hòa xà chà ti chá tút thách chà na phù mì ti rù bà hoa chá ra phù mi sổ la sát huy thà hồ ti a huy hà a thắp bà sút đát xì sút đát xà a ca ni thà chà ti sút thà hòa xà phù mi bành chá huy thà hồ ti. Cảnh sắc giới có 16 là: một, cảnh sơ thiền, tức phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên; hai, cảnh nhị thiền, tức thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên; ba, cảnh tam thiền, tức thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên; bốn, cảnh tứ thiền, tức quảng quả thiên, vô tưởng thiên và phước sanh thiên. Cảnh phước sanh thiên chia làm 5 phần là: vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, sắc cứu cánh thiên. À cà xà nành trà gia ta na phù mi quyền nhà nành trà gia ta na phù mi à kình chành nhà gia ta na phù mi nề qua sành nhà nà sành nhà gia ta na phù mi chà ti à rù ba phù mi cha túc bi thà hồ ti. Cảnh vô sắc giới có 4 là: một, không vô biên xứ; hai, thức vô biên xứ thiên; ba, vô sở hữu xứ thiên; bốn, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Bút thút cha nà na la phàn ti sút thà hòa sề su sắp bát thà sổ tà bàn nà cha sắc ca đà gà mi nồ cha bi búc gà là a ri già nồ ba la phàn ti a sành nhà bà gia phù mi sút sề sắp thà nề su la phàn ti a ri già na ri già bi cha Idametthaphù micatukkhaṃ. Trong mọi trường hợp, các bậc nhất lai, dự lưu và hạng phàm nhân không tái sanh vào cảnh phước sanh thiên, Suttha-sa, cũng gọi là ngũ tịnh cư. Trên đây là 4 cảnh giới sinh tồn. Dạ, vậy là con đã đọc xong. Con xin xuống mic. Dạ, con kính mời chị Trần Đạo. Kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sự thọ Thiên Đức. Kính chào cô Kim, kính chào quý anh chị đạo tràng. Cảm ơn chị Nata, cô Kim Nhung. Châu Nguyễn cho biết tín hiệu nghe rõ, con xin trả bài ạ. Phù mí cõi Rầm má bà y sát trà Rầm má vô khí tà Má hà trầm mà trà tí Bắt thá mắt trà ná phù mí Bá rí tà bà Ba mà nà bà Apasara chà tí
Ti chắc chà nà phù mi ba đi ta su bà ấp ba mà na su bà su ba kim nà chà ti ta ti giác chà nà phù mi về hấp ta là a san nha sát ta su thà hòa xà chà ti chát tức tháp chà ná phù mi tí phù bà khoa chá ra phù mi sô la xá ý thà hồ tí a huy hà a tắp bà sút đát xì sút đát xà a căng nít tà chà tí sút thà hòa xá phù mi tầm chá huy thà hồ tí. Cảnh sắc giới có 16 là: một, cảnh sơ thiền tức phạm chúng thiên, phạm hữu thiên và đại phạm thiên; hai, cảnh nhị thiền tức thiểu quan thiên, vô lượng quan thiên và quan âm thiên; ba, cảnh tam thiên tức thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên; bốn, cảnh tứ thiền tức quả quả thiên, vô tưởng thiên và phước sanh thiên. Cảnh phước sanh thiên chia ra làm 5 phần là: vô ý arupa phù mi chất túc tí thà hồ tí. Cảnh vô sắc giới có 4 là: một, không vô duyên xứ thiên; hai, thức vô duyên xứ thiên; ba, vô sở hữu xứ thiên; bốn, phi phi tưởng xứ thiên. Bhutthut cha na na lập bằng tí sút thà và sề xú sát bát thà sô thà bần nhà chá sa cá đà gà mi nồ chà bí bút gà là Ariya no tha lắp bằng tí asan nhà bà gia phù ni su se sát tà nè su lắp bằng tí Ariya na na riya bi cha ida mẹ met tha phù mi chát túc cần. Trong mọi trường hợp, các bậc nhất lai dự luôn và hạng phạm nhân không tái sanh vào cảnh phước sanh thiên. Suốt tha xà cũng gọi là ngũ tịnh cư. Bên đây là 4 cảnh giới sinh tồn. Dạ, con đã trả bài xong ạ. Xin gửi mic lại cho Giang Nhật, Giang Nhất ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sơn Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào Thầy Kiên cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Phù mi cõi Brahma Bà Rí Sá Chà Brahma Pú Rồ Hí Tà Má Hà Brahma Chà Tí Bá Tháp Mách Chà Ná Phù Mí Bá Rí Tà pa abamana pa apasara cha tiduti yaktha na phumi parita supa abamana supa supakinya cha titati yaktha na phumi. Về hapala asanya satta sut tha wa sa cha ti cha tu thak cha na phu mi ti mi ti ru ba wa cha ra phu mi so la sa vi tha ho ti a vi tha a ta pa su da si su da sa a ka ni tha cha ti su da wa sa phu mi ban cha vi tha ho ti. Cảnh sắc giới có 16 là: 1. Cảnh sơ thiền, tức phạm chúng thiên, phạm phụ thiên,
và Đại Phạm Thiên. 2. Cảnh Nhị Thiền, tức Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên và Quang Âm Thiên. 3. Cảnh Tam Thiền, tức Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên. 4. Cảnh Tứ Thiền, tức Quảng Quả Thiên, Vô Tưởng Thiên và Phước Sanh Thiên. Cảnh Phước Sanh Thiên chia làm 5 phần là Vô Phiền Thiên, Vô Nhiệt Thiên, Thiện Hiện Thiên, Thiện Kiến Thiên, Sắc Cứu Cánh Thiên. Akasa nhanh cha yatana phù mi Quỳnh nhà nành cha yatana phù mi Akin chân nhà nà yatana phù mi Nề quá sành nhà Nhà sành nhà yatana phù mi Chà tí Arupa phù mi Chatupitha hồ tí. Cảnh vô sắc giới có 4 là: 1. Không vô biên xứ thiên. 2. Thức vô biên xứ thiên. 3. Vô sở hữu xứ thiên. 4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Kuchuchana nalapanti suthawa sesu sapatha sotapanya chasakada ga minocha bibugala Ariya no palapanti asanya payapu misu se satane sulapanti Ariya nariya bija idametha pumi chatukang. Trong mọi trường hợp, các bậc nhất lai, dự lưu và hạng phàm nhân không tái sanh vào cảnh phước sanh thiên, Suthasa, cũng gọi là ngũ tịnh cư. Trên đây là 4 cảnh giới sinh tồn. Dạ, con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý chư tăng, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào thầy kinh và kính chào quý đạo hữu, con xin trả bài hôm nay ạ. Phù mí cõi rầm má thà rí sắc trà rầm má phú rô khí tà má hà rầm mà trà tí phá thá mắt trà má phù mí phá rít tà phà áp thá mà nà phà à pháp phá và trà tí đu tí chắc trà ná phù mí bá rít bá xú phà áp thá mà ná xú phà xú phá kình mà trà tí bá tí chắc trà ná phù mí về hát phá là á sành nhá sát tà sút thà và già trà tí chá túp tháp trà má phù mì tí rù bà vá chá rá phù mí sổ lá xá ví thà hồ tí á ví hà á tháp thà sút đắc xì sút xà á cá nít thà trà tí sút thà và xá phù mí thành chá ví thà hồ tí. Cảnh sắc giới có 16 là: 1. Cảnh sơ thiền, tức Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên. 2. Cảnh nhị thiền, tức Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên và Quang Âm Thiên. 3. Cảnh tam thiền, tức Thiểu Tịch Thiên, Vô Lượng Tịch Thiên, Biến Tịch Thiên. 4. Cảnh tứ thiền, tức Quảng Quả Thiên, Vô Tưởng Thiên và Phước Sanh Thiên. Cảnh Phước Sanh Thiên chia làm 5 phần là: Vô Phiền Thiên, Vô Nhiệt Thiên, Thiện Hiện Thiên, Thiện Kiến Thiên, Sắc Cứu Cánh Thiên, À Cà Xà Nhành Trà Giá Ta Ná Phù Mí, Vình Nhà Nhành Trà Giá Ta Ná Phù Mí, À Kình Trành Nhà Giá Ta Ná Phù Mí, Nề Vá Sành Nhà Nà Sành Nhà Giá Ta Ná Phù Mí Trà Tí, À Rù Vá Phù Mí,
Chá Túc Tí Thà Hồ Tí cảnh vô sắc giới có bốn là: một, không vô biên xứ thiên; hai, tức vô biên xứ thiên; ba, vô sở hữu xứ thiên; bốn, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Bú thuốc chá nà lá đắc hành tí suốt thà và xề xú sắp bá thà sô tạp thành nà chá xá cát đà gà mí nô trà bí cút gá là á rí già nô thành lắc thành tí á sành nà thà giá phù mí xú xề sắp thà nề xú lắc thành tí á rí già ná rí già bí chá ý đá mét thá phù mí chá túc căng. Trong mọi trường hợp, các bậc nhất lai, dự lưu và hạng phàm nhân không tái sanh vào cảnh phước sanh thiên, xuất thà xà, cũng gọi là ngũ tịnh cư. Trên đây là bốn cảnh giới sinh tồn. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin kính đảnh lễ sư trí đức. Kính chào các cô tu nữ, kính chào thầy kinh, kính chào các đạo hữu. Con xin đọc ạ. Phu mí cõi, Pama pa risaccha, Pama purohita, Maha pama cha tí, Pathamaccha na phu mí. Paritta pha apama na pha a phasara cha ti dutiya cha na phu mi paritta su pha apama na su pha apama apama na su pha su pha kina cha ti tatiya cha na phu mi we hap pha la asang nya sat ta xuất tha hòa trà tí chát tút tha trà ná phù mì tí ru pa quá chá ra phù mí so lá xá quý thà hồ tí á quý hà á tắp bà xuất đá xì xuất đá xà á ca nít thà trà tí xuất đà hòa xá phù mí pan chá quý thà hồ tí. Cảnh sắc giới có 16 là: một, cảnh sơ thiền, tức phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên; hai, cảnh nhị thiền, tức thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên; ba, cảnh tam thiền, tức thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên; bốn, cảnh tứ thiền, tức quảng quả thiên, vô tưởng thiên và phước sanh thiên. Cảnh phước sanh thiên chia làm 5 phần là: vô phiền thiên, vô nghiệp thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, sắc cú cánh thiên. A ca sa nan cha ya ta na phù mi, nguyên nhà nan cha ya ta na phù mi, a kinh chanh nhã ya ta na phù mi, a kinh chanh nhà giá ta ná phù mí, nê quá sanh nhà giá ta ná phù mí cha tí. A ca sanh sa nhanh cha giá ta ná phù mí, nguyên nhà nành cảnh vô sắc giới có 4 là: một, không vô biên xứ thiên; hai, thức vô biên xứ thiên; ba, vô sở hữu xứ thiên; bốn, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Vũ thúc chá nà ná bát phàm tí xuất đà hòa xề xú sáp bát thà sô tà tàn nà chá sát cá chà đà gà mí nồ chà tí bút gá là á ví già nồ phạm tí á sanh nhà và giá phù mí xú
sê sát tha nê su lát phan tí á ri già ná ri già tí chá ý đá mét thá phù mí chá túc cà. Trong mọi trường hợp, các bậc nhất lai dự lưu và hạng phàm nhân không tái sanh vào vào cảnh phước sanh thiên. Xuất thà xà cũng gọi là ngũ tịnh cư. Trên đây là bốn cảnh giới sinh tồn. Dạ, xin hết ạ. Xin cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài lên. Xin cảm ơn các đạo hữu. Xin. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sanh Khai giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn của Trần Đạo ạ. Phu Mỹ cõi Brahmaparisatra Brahmapurohita Maha Brahma Chatipat Thang Mat Cha Na Phu Mi Parit Tapha Appamana Appamana Pha Afasara Chatidutiyat Cha Na Phu Mi Parit Tasufa Appamana Sufa Sufa Kinh Na Chatitatiyat Cha Na Phu Mi Quê hấp phá là Asan nhà sát tà xuất thà hòa xà trà tí chá tút thát trà ná phù mì tí rù bà quá chá ra phù mì sô lá xá quý thà hồ tí á quý hà á táp bà xuất đá xì xuất đá xà á ca nít thà trà tí xuất thà hòa sa phù mi bành châu quy thà hồ tí. Cảnh sắc giới có 16 là một cảnh sơ thiền tức phạm chúng thiền, phạm phụ thiền và đại phạm thiền. 2. Cảnh nhị thiền tức thiểu quan thiền, vô lượng quan thiền và quan âm thiền. 3. Cảnh tam thiền tức thiểu tịnh thiền, vô lượng tịnh thiền, biến tịnh thiền. 4. Cảnh tứ thiền tức quảng quả thiền, vô tưởng thiền và phước sanh thiền. Cảnh phước sanh thiền chia làm 5 phần là vô phiền thiền, vô nhiệt thiền, thiện hiện thiền, thiện kiến thiền, sắc cứu cánh thiền. Akasananja yatana phù mỹ Quỳnh nhà nành trà giác ta ná phù mí A kinh chành nhà giác ta ná phù mí Nề quá sành nhà Nà sành nhà giác ta ná phù mí Chà tí á rù Bá phù mí chá túc bí thà hồ tí. Cảnh vô sắc giới có 4 là 1. Không vô biên xứ thiền. 2. Thức vô biên xứ thiền. 3. Vô sở hữu xứ thiền. 4. Phi tưởng, phi tưởng xứ thiền. Bhutthuchana nalapvanti sutta vase susap patha sota panna chasakada gamino cha bipukala ariya no palapanti asanya paya phumi su Sê sát thà nê su la phần ti a ri ya na ri ya pi cha y đa mét tha phù mi cha túc cần. Trong mọi trường hợp, các bậc nhất lai dự lưu và hạng phàm nhân không tái sanh vào cảnh phước sanh thiền. Xuất thà xà cũng gọi là cõi ngũ tịnh cư. Trên đây là 4 cảnh giới sinh tồn. Dạ thưa con đã đọc xong ạ, con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và Nhật Quỳnh kính mời và cảm ơn Thiện Vũ kích trần đạo cho Nguyễn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu và Nhật Quỳnh kính mời Hạnh Dung mời Quỳnh Thính Pháp mời Xích Hà mời Minh Tấn Quy Nhơn và Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị và cảm ơn Kim Nhung và Nhật Quỳnh xin phép được trả bài trước mời bằng tay quý vị nha. Phu Mỹ Cõi Râm Mát Ba Sĩ Sát Cha Râm Mát Bú Rô Hí Ta Má Hà Râm Ma Cha Tí Bá Tham Mát Cha Na Phu Mỹ Bá Rít Ta Pha Áp Bá Ma Na Pha A Phá Sá Ra Cha Tí Đô Tí Giá Cha Na Phu Mỹ Bá Rít Ta Su Pha Áp Ba ma na su na su pha su pha kinh na cha ti ta ti yat cha na phù mi về hấp pha la asan nhã sát ta suốt tha qua sa cha ti ta thuyết tháp cha na phù mi ti ru ba quá chát ru ba quá chát phù mi sờ la sa quy tha hồ ti a quy a a tập ba sức đa si sức đa sa a can ni tha cha ti sụt tha hoa sa phù mi bành cha quy tha hồ ti cảnh sắc giới có 16 là một cảnh sơ thiền tức phạm chúng thiên phạm phụ thiên và đại phạm thiên hai cảnh nhị thiền tức thiểu quan thiên vô lượng quan thiên và quan âm thiên ba cảnh tam thiền tức thiểu tịnh thiên vô lượng tịnh thiên biến tịnh thiên bốn cảnh tứ thiền tức quảng quả thiên vô tưởng thiên và phước sanh thiên cảnh phước sanh thiên chia làm năm là vô phiền thiên vô nhiệt thiên thiện hiện thiên thiện kiến thiên sắc cứu cánh thiên akasa nành cha yatana phù mỹ huynh nhà nành cha yatana phù mỹ akin chành nhà yatana phù mỹ nề bất sành nhà na sành nhà yatana phù mỹ cha tí aru ma phù mỹ chatup phi tha hồ tí cảnh vô sắc giới có bốn là một không vô biên xứ hai thức vô biên xứ ba vô sở hữu xứ thiên bốn phi tượng phi tượng xứ thiên phu thuật cha na na lấp phàn ti xuất tha hòa xề xu sắp ba tha sô ta ban na cha sắc ca đà gà mi nô cha bi búp gà là a di già nô ba lấp hành tí a sanh nhà bà gia phù mi su xê sát thà nề su lấp hành tí a di già na di già vi cha i ra mê sai rồi i ra mát tha phù mi cha túc căng trong mọi trường hợp các bậc Như Lai dự lưu và hạng phạm nhân không tái sanh vào cảnh phước sanh thiên xuất tha xa cũng gọi là ngũ tịnh cư. Trên đây là bốn cảnh giới sinh tồn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ Nhật Quỳnh đã đọc bài xong, có sai kính mời Quỳnh sửa giùm. Dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ có bàn tay vị nào đưa lên chưa quý vị? Xin mời bàn tay ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ không biết hôm nay bàn tay quý vị bị kẹt đâu mất tiêu hết trơn rồi, không vị nào đưa bàn tay hết. Cảm ơn cho Nguyễn đã quét bài cho Nhật Quỳnh. Cho Nguyễn ơi, nãy giờ có thấy bàn tay nào không hay là do mắt Nhật Quỳnh đó? Hôm nay kém lắm rồi, dạ đọc không thấy chữ luôn đó. Dạ nhưng không có phải không? Dạ dạ nếu không có bàn tay nào thì Nhật Quỳnh một lần nữa kính cảm ơn đạo tràng. Công tri ân quý ngài và Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh Kinh
đăng đàn để giảng dạy bài học ngày hôm nay ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, dạ kính mời huynh ạ. Alo, Hạnh Dung ơi, Nhật Quỳnh thấy bàn tay Hạnh Dung rồi, đâu mất tiêu nữa rồi. Hạnh Dung có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Rồi, mời Hạnh Dung nghe. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang. Kính chào cô Nhật Quỳnh, kính chào thầy Kinh và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phép được đọc bài ngày hôm nay. Phù mí cõi Brahma Parisakcha Brahma Purohita Maha Brahma Chatipathamacha Na Phù mí Parithapa Appamanapa Apasara cha ti du ti yat cha na phu mi purita supa appamana supa supakinna cha ti tati yat cha na phu mi. Pala asanyasatta sutthavasa jati chatuttha jana bhumiti rupa chat rupa vacara bhumi solasa vitha hoti aviha athappa suddassi suddassa Akanita jati sutta vasa bhumi panchavita hoti. Cảnh sắc giới có 16 là một cảnh sơ thiền, tức phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Hai cảnh nhị thiền, tức thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên. Ba cảnh tam thiền, tức hiệu tịnh thiên, vô thượng, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. Bốn cảnh tứ thiền, tức quảng quả thiên, vô tưởng thiên và phước sanh thiên. Cảnh phước sanh thiên chia làm năm phần là vô thiền, vô phiền thiên, vô diệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, sắc cứu cánh thiên. Akasa nhanh cha yathana phumi Vinyana nhanh cha yathana phumi Akinchanya yathana phumi Venasanya nasanya yathana phumi chati Arupa Bhumi Chatupitha Hoti. Cảnh vô sắc giới có 4 là 1. Không vô biên xứ thiên. 2. Thức vô biên xứ thiên. 3. Vô sở hữu xứ thiên. 4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Putuchana Nalap phàn tí sút tha hòa sê su sắp ba tha su tha phàn na cha sa ca đa ga mi no cha bi phúc ga la a ri ya no la la phàn tí a san nha pa ya phu bi su sê sát tha nê su lắp phàn tí a ri ya
Nariya picha idametapumi chatukhang. Trong mọi trường hợp, các bậc Nhất Lai, Dự Lưu và Hạm Phàm Nhân không tái sanh vào cảnh phước sanh thiên, Suttasa, cũng gọi là ngũ tịnh cư. Trên đây là bốn cảnh giới sinh tồn. Dạ, con đã đọc xong nè. Dạ, nếu có sai, xin thầy sửa cho con. Con xin phép xuống mic. Rồi, xa thú. Dạ, Nam Mô Bích Tà Giá, Đạc Mô Tà Mà Giá, Nam Mô Sàng Khai Giá. Dạ, kính lễ cho Tôn Đức Phật, Ngài Tăng chào tất cả quý vị. Rồi, tới đây chắc không còn ai đọc nữa ha. À, cô Hà dạo này cũng ít thấy lên, là biến lên đọc. Cô Hà có im ru. Rồi, kính thưa quý vị. Kỳ trước là chúng ta học vô cõi ngũ tịnh cơ, cõi tục ngũ tịnh cư ha. Giờ mình vô cõi thứ nhất, bắt đầu mình bước vô cõi thứ nhất, cõi vô phiền. Đấy, chúng ta copy. Cõi ngũ tịnh cư, mình học cõi thứ nhất. Đây, cõi vô phiền. Ariha phù mỹ là cõi vô phiền. Có cái Bali này. Cõi vô phiền. Rồi có câu Bali. Ấp bắc kề nó cà lề nó ắt tá nồ. Ti hà năng nó quý chá. Hành tì tí, tức là có nghĩa là á quy ha, tức là chữ á quy ha đó, là cõi vô phiền. Bỏ cái câu này xuống rồi ghi tiếng Việt luôn ha. Là ý nghĩa của cái câu này là các phạm thiên nào, các phạm thiên nào không rời bỏ trú xứ của mình, dù chỉ trong khoảnh khắc. Các phạm thiên nào không rời bỏ trú xứ của mình, dù chỉ khoảnh khắc. Phải. Các phạm thiên ấy gọi là á quý há. Các phạm thiên nào không rời bỏ trú xứ của mình, dù chỉ trong khoảnh khắc, các phạm thiên ấy gọi là á quý há. Á quý há, mở ngoặc cái ha. Không chết trước tuổi thọ, không chết trước tuổi thọ mạng, hoặc những thiên sản của những vị phạm thiên này vẫn tròn đủ suốt thọ mạng, không chết trước tuổi thọ mạng, hoặc những thiên sản của những vị phạm thiên này vẫn tròn đủ suốt thọ mạng. Phải. Không hề thay đổi bất luận một loại nào. Đó là ý nghĩa của câu đó là như vậy ha. Đúng hoặc là không chết trước tuổi thọ mạng, không chết trước tuổi thọ mạng, hoặc những thiên sản của những vị phạm thiên, hoặc những thiên sản của những vị phạm thiên này vẫn tròn đủ suốt thọ mạng. Phải. Không hề thay đổi bất luận một loại nào. Chấm, đóng ngoặc lại. Được chưa? Ghi được chưa?
không chết trước tuổi thọ mạng, hoặc những thiên sản của nhị phẩm thiên này vẫn tròn đủ suốt thọ mạng, không hề thay đổi bất luận một loại nào. Đó là cái ý nghĩa của cái câu Bali này đó, cho biết là những vị phạm thiên này khi mà sanh lên đây rồi, ta không bao giờ ta rời bỏ cái trú xứ của mình, dù chỉ một chút xíu, một tích tắc, một khoảnh khắc nào thôi. Cho nên những vị phạm thiên này được gọi là á quý há, tức là còn có nghĩa rõ hơn, tức là những vị này là không bao giờ mà từ bỏ sanh mạng trước khi hết tuổi thọ, tức là không chết trước cái tuổi thọ mạng. Và những ngay cả những cái thiên sản, những cái tài sản riêng của những vị phạm thiên này vẫn đầy đủ, vẫn đi theo suốt cái thọ mạng luôn, không bao giờ có một cái sự thay đổi bất luận một cái gì. Cho nên ý nghĩa của cái câu Bali để nói về cái cõi vô phiền là như vậy, tức là nhấn mạnh cho chúng ta biết là những vị phạm thiên này không bao giờ mà chết trước cái thọ mạng, dù cho bất kỳ lý do gì họ vẫn ở hoài đó, dù một khoảnh khắc nó họ cũng không có bỏ thọ mạng, sống cho hết luôn cái tuổi thọ luôn. Và ngay cả những cái vật chất và những cái tiền sản họ vẫn đi theo họ cho đến mạng chung. Đó là cái ý nghĩa của cái câu Bali đó ha. Được chưa? Ý quý vị xong xong chưa? Rồi xuống dòng đánh cái bông đầu dòng cái. Đánh cái bông đầu dòng một cái ở cõi tịnh cư cao hơn. Ở cõi tịnh cư cao hơn. Phải. Các phạm thiên A-la-hàm không sống hết tuổi thọ có được nơi cõi ấy. Ở cõi phạm tịnh cư cao hơn, các phạm thiên A-la-hàm không sống hết tuổi thọ có được nơi cõi ấy. Ở cõi tịnh cư cao hơn, là đây muốn nói những cái cõi cao hơn cái cõi này, năm cõi ngũ tịnh cư còn có năm cõi ha. Thì cõi từ bỏ cái từ cái cõi thứ nhất này qua những cái cõi cao hơn, thì những cái vị phạm thiên mà bậc thánh A La Hàm thì có thể là không sống hết tuổi thọ đó, và họ có thể là từ bỏ sinh mạng trước cái tuổi thọ, trước cái thời hạn của tuổi thọ, và có như thực là những cái cõi cao hơn. Nhưng mà riêng cái cõi này, cõi này thì vẫn giữ đúng cái thọ mạng họ, đó là cái vấn đề, nó có cái sự khác biệt vậy. Rồi xong cái chữ A La Hàm viết dính vào nha, chứ đừng viết ra nó coi thấy kỳ. Rồi xuống dòng tục sanh hai chấm. Dạ, tục sanh. Vị thánh A La Hàm có tính quyền mạnh, ghi cái chữ tính quyền mạnh cho nó rõ là chứ. Vị thánh A La Hàm có tính quyền mạnh, và cái chữ này sách thiên thứ giác. Vị thánh A La Hàm có tính quyền mạnh, phải chứng đạt ngũ thiền sắc giới. Chứng đạt ngũ thiền sắc giới sau khi mệnh chung tái sanh về cõi này, cõi vô phiền thiên này đó. Chứng đạt ngũ thiền sắc giới sau khi mệnh chung tái sanh về cõi này. Rồi, tức là ở đây ý nghĩa ta muốn nói rằng là một vị thánh A-la-hàm khi mà tu về chứng đạt về chưa tu về ngũ thiền sắc giới đó, bậc thánh A-la-hàm mà chứng đạt ngũ thiền sắc giới đó, nhưng mà trong cái năm quyền á, tính tấn niệm định tuệ quyền, tức là năm quyền, tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, trong năm cái quyền đó, đó
Thì đối với cái vị thánh A-la-hàm nào mà tu mà có cái tính quyền mạnh đó, sách Thiên Trí Giá là tính quyền á, có tính quyền mạnh á, thì vị đó chứng, vị đó khi mà tu tập mà chứng đạt ngũ thiền sắc giới mà với cái tính quyền mạnh đó, thì người này khi chết thì tục sinh về cõi vô phiền thiên này, y hệt như vậy, sách Thiên Trí Giá. Có gì nhá, đúng rồi, thầy cha mất gì rồi. Sorry, cô dùng để ý được cái mấy câu khai. Sách Thiên Trí Giá, nhảy chữ nè. Rồi, vì nó ha, tức là vị, đối với vị thánh A-la-hàm này, khi mà tu tập chứng đắc ngũ thiền, thì năm cái quyền, tính quyền, tấn quyền, định quyền, niệm quyền, tính tấn, niệm định quyền, tuệ quyền, năm cái quyền này đó, mà với một cái vị A-la-hàm mà có tính quyền mạnh, thì vị này sanh về cõi vô phiền thiên này, một vị thánh A-la-hàm được sanh về cõi vô phiền thiên là do nhờ có tính quyền mạnh. Đây là cái vấn đề mà chúng ta cần được biết ha. Rồi, đó là xong cái cõi thứ nhất là cõi vô thiền. Rồi, cõi thứ hai. Cõi vô nhiệt. Cõi vô nhiệt tấp ba phù mí, từ cái câu này ná tấp bành tì tí là bằng á tấp ba, tức là không có nóng bức, tức là khi nào không có sự nóng bức thì gọi là vô nhiệt. Thì cái sự vô nhiệt tức là không có cái sự nóng bức ở cái nội tâm, là vô nhiệt là không có sự nóng bức ở nội tâm. Là bởi vì sao? Bởi vì do những vị mà trên đây nè, những vị trên cõi này, ta thường xuyên ta nhập vô quả định, nhập vô định lên những cái phiền não mà trong nội tâm của họ là không có cơ hội để nó bộc phát, không có cơ hội để nó giải lên. Cho nên cái nội tâm của các ngài luôn được mát mẻ, luôn được an tịnh, luôn là tươi mát. Cho nên được gọi là những vị Phạm Thiên sống trên cõi vô nhiệt, có cái sự mát mẻ là như vậy. Rồi, như vậy thì giờ mình ghi vô nhiệt tức là không có sự nóng bức ở nội tâm. Vô nhiệt tức là không có sự nóng bức ở nội tâm. Vô nhiệt tức là không có sự nóng bức ở nội tâm, phải là do các ngài thường xuyên nhập quả định, là do các ngài thường xuyên nhập quả định. Đó là sa mà thí, là quả định đó. Pa la là quả, pa la sa ma thí là nhập quả định, là do các ngài thường xuyên nhập quả định, pa la sa ma thí. Nên các phiền não trong nội tâm khó có cơ hội dấy lên, phải. Nên các phiền não trong nội tâm có cơ hội dấy lên, phải. Nội tâm của các ngài luôn an tịnh mát mẻ, chấm. Thank you.
cái ý nghĩa của cái cõi vô diệt này là do bởi vì các ngài thường xuyên nhập vô cái giống như là nhập vô cái thiền quả, nhập vô như là nhập vô quả định là phá lá samadhi, nên trong tâm của các ngài luôn luôn là mát mẻ, những cái phiền não dục, những cái phiền não về tham sân si nó khó mà nó bộc phát được, cho nên tâm của các ngài rất là mát mẻ, nên gọi là vô nhiệt là như vậy. Rồi xuống dòng tục sinh hai chấm. Vị thánh A-la-hàm có tấn quyền, vị thánh A-la-hàm có tấn quyền mạnh, vị thánh A-la-hàm có tấn quyền, à, chữ này nè, quý dịch thứ giá là tấn quyền mạnh, vị thánh A-la-hàm có tấn quyền mạnh. Phải chứng đạt ngũ thiền sắc giới, chứng đạt ngũ thiền sắc giới sau khi mệnh chung tái sanh về cõi này, và cõi vô nhiệt là sau khi mệnh chung tái sanh về cõi này. Thêm một cái này là trú xứ hai chấm, trú xứ hai chấm. Để giống như là nhấn mạnh thêm thôi, trú xứ hai chấm. Đó, bật cái câu đó, bật cái câu bổ túc thêm, giống như lặp lại thôi, nhưng mà nhấn mạnh cho chúng ta biết ha. A-tắp-ba phù mí, vô nhiệt trú xứ, hay là vô nhiệt thiên, là chỗ sanh của những vị phạm thiên, không có sự nóng bức lệ tâm. Nhấn mạnh là cho chúng ta biết là cái chỗ ở của những vị này là không có sự nóng bức lệ tâm. Đó là trú xứ đó. Được chưa? Xong chưa? Xong rồi giờ mình đi vô một cái cõi tiếp tục. Cõi số 3. Cõi thiện kiến. Sudassa phù mí, cõi thiện kiến. Cõi thiện kiến. Rồi xuống dòng thiện kiến. Thiện kiến hai chấm là thấy sanh tâm quan hỷ, thiện kiến hai chấm thấy sanh tâm quan hỷ. Đấy, tức khi ai đó nhìn thấy vị phạm thiên này đều sanh tâm hoan hỷ. Phải, tức khi ai đó nhìn thấy vị phạm thiên này đều sanh tâm hoan hỷ. Phải, an lạc. Phải, hoan hỷ chứ không phải là an lạc. Phải, các ngài có thân rất
là xinh đẹp, các ngài có thân rất là xinh. Tức là những vị phạm thiên ở cõi thiện kiến, thiện là tốt đẹp, kiến là thấy, là xứ đất xa phù mỹ, tức là những vị này, và khi mà ai đó nhìn thấy đều khởi lên cái tâm rất là hoan hỷ, bởi vì những vị này có cái tâm, có cái thân hình rất là xinh đẹp, rất là sáng chói, cho nên được gọi là những vị phạm thiên cõi thiện kiến. Rồi xuống dòng. Cô Diệp Quỳnh chắc kịp chưa? Alo, em thôi la làng lên nữa. Rồi ha, ok. Xà thú, xà thú. Rồi. Cô Cái Ta kịp không? Alo. Rồi ha, ok ha, tiếp ha, tiếp tục ha. Rồi, Điện Vũ kịp luôn ha. Đâu có nhanh đâu, vừa phải. Rồi, Phạm Thiên cõi này có được bốn nhãn thanh tịnh. Hai chấm. Phạm Thiên cõi này có được bốn nhãn thanh tịnh. Cấp được vậy luôn ha, cho tranh thủ cho khỏe. Bốn nhãn thanh tịnh. Rồi, đọc được không vậy? Được không? Được không? Ok, good. Một là nhục nhãn, ba sa đó chắc khú. Một là nhục nhãn, ba sa đó chắc khú. Đây là mắt thường, thần kinh nhãn, đây là thị giác. Nhưng mắt của mình á, thì gọi là nhục nhãn, mắt nhục nhã mắt nhục nhã nhục nhãn. Ok, giờ giảng là nhục nhãn là ba sau đó chắc thuốc là mắt thường của mình á, thần kinh nha, là những mắt thông thường là thần kinh nhãn hay là thị giác, thì được gọi là ba sau đó chắc thuốc là nhục nhãn. Được chưa? Rồi số 2 là thiên nhãn, tức là mình bỏ cái thiên nhãn ra riêng xuống ha. Thiên nhãn Díp Báp Đá Chắc Khú. Díp Báp Đá Chắc Khú. Thiên nhãn tức là mắt là do thần thông hay là do phước sanh. Những vị phạm thiên có con mắt là do phước sanh, có khả năng nhìn thấy rất là xa, họ thấy được những cảnh rất là xa mà mình mắt bình thường của con người mình không thể thấy được không. Và những người phạm thiên có những cái đặc biệt như vậy, có cái nhìn, cái thị nhãn rất là xa, bắt được cảnh sắc vi tế, nên được gọi là thiên nhãn. Nhưng mà đây đặc biệt là cái cõi này ta có được cái những cái loại con mắt đặc biệt như vậy ha. Rồi cái số 3 là pháp nhãn, cái này bắt đầu khác ha. Pháp nhãn thâm mới chặt khú. Pháp nhãn và trí đạo pháp, tức là đây là gọi là bậc thánh A-la-hàm, thì họ chứng đạt được ba cái đạo, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, là ba cái đạo, ba trí đạo, thì ra họ có những cái pháp nhãn là thấy được các pháp của ba đạo pháp đó, thì được gọi là pháp nhãn. Rồi cái tuệ nhãn bình nhà chắc khú là trí tuệ. Tuệ nhãn là cái mắt trí tuệ chứ không phải cái mắt thường của mình đó. Như pháp nhãn vậy là không phải là cái mắt thường của mình, mà là mắt của trí tuệ. Mà tuệ nhãn là mắt có khả năng thấu triệt được các pháp, thấu triệt được cái tính chất của các pháp, hay thấy rõ được tứ diệu đế, quán trí, phản kháng trí và thắng trí, có những cái trí đặc biệt như vậy. Cho nên những bậc mà ở cõi thiện kiến này phải có bốn cái loại nhãn này: một là nhục nhãn, hai là thiên nhãn, ba là pháp nhãn, bốn là tuệ nhãn, là có bốn cái nhãn đó. Chưa, chép kịp chưa?
quý vị đánh cái bông nội dòng mà ghi cái câu này luôn nha. Đó, làm câu nào. Và trí đạo thấp tức là tu đà quần, tu đà hàm, A-la-hàm, tức là đây là bậc A-la-hàm mà. Bậc A-la-hàm thì không có pháp nhãn, tức là họ biết được các pháp của ba cái đạo thấp thôi, từ A-la-hàm trở ngược xuống. Như A-la-hán thì họ không thấy được, họ không có cái pháp nhãn để mà thấy được, hiểu được cái pháp của một bậc A-la-hán. À, họ chưa đạt được cái trí đó. À, cho nên được gọi là ba trí đạo thấp. Rồi, xuống cái câu mới gửi lên đó, nhưng mà thấy là không có Phật nhãn nha, tức là cõi thiện kiến này là không có Phật nhãn. Bức thế chắc khú, tức là con mắt giác ngộ hay là khả năng hiểu biết căn cơ trình độ cao thấp của chúng sanh. Như là Đức Phật của mình, Đức Phật Thích Ca thì Ngài có Phật nhãn, nhưng mà những vị A-la-hàm thì không có những Phật nhãn này. À, chỉ có Đức Phật mới có được những Phật nhãn này thôi. Hoặc là biến nhãn, Samanh thế chắc khú, và toàn giác trí, nhất thiết chủng trí. À, như đây là một cái đặc biệt ha. Trí này, những mắt của Đức Phật và trí tuệ của Đức Phật thấy được sông thông suốt tam giới, thấy rõ được là chúng sanh như thế nào thì chết ra sao, là vô lượng kiếp. Ngài biết được toàn hết thế giới này, thông suốt tam giới luôn. Và cái này chỉ có Phật nhãn mới có thôi, chỉ có Đức cái năng chánh giác mới có, không có loại biến nhãn này thôi. Mình không là bậc thánh A-la-hàm là không thể nó có được những cái này. À, đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải biết thêm cái... Yeah, ghi kịp chưa? Alo. Rồi. Rồi, tục sanh 2 chấm. Tục sanh 2 chấm. Vị thánh A-la-hàm có niệm quyền mạnh. Vị thánh A-la-hàm có niệm quyền mạnh. Niệm quyền là Samma-thiền-tri-giá. Samma-thiền-tri-giá là niệm quyền. Vị thánh A-la-hàm có niệm quyền mạnh. Chứng đắc ngũ thiền sắc giới. Sau khi mệnh chung, phải sanh về cõi này. Cõi thiện kiến thiên đó. Vì thánh A-la-hàm có niệm quyền mạnh, chứng đắc ngũ thiền sắc giới, sau khi mệnh chung tái sanh về cõi này. Tức là đây là một vị thánh A-la-hàm khi nào tu chứng đắc ngũ thiền sắc giới mà có được cái niệm quyền trội hơn là bốn quyền kia, tức là năm quyền mà cái niệm quyền là mạnh nhất. Thì vị nào có cái niệm quyền mạnh sau khi mạng chung thì được tái sanh về cái cõi này, được gọi là cõi thiện kiến. Đó là cái lý do tại sao có cái sự khác biệt về cái sự tái sanh và các cõi, là do ngũ quyền, là tính tấn niệm định tuệ ha, nó khác nhau. Rồi đó là cõi thiện kiến thiên ha. Rồi giờ tới cõi số 4. Cõi thiện hiện Sudat Sifu Mỹ. Cõi thiện hiện Sudat Sifu Mỹ.
nãy trên kia có đề chữ thiên đâu nhỉ? Cõi thiện kiến thiên có không? Hay có chữ thiên không? Hay là gì cõi thiện kiến thôi? Nếu thiện kiến không thì mình ghi đây cõi thiện hiện luôn ha. Cõi thiện hiện. Rồi, vậy được rồi. Vậy để luôn ha. Để vậy đó. Cõi thiện hiện. Sudashi Fumi. Cõi mà các vị phạm thiên có nhãn lực tinh tường hơn các vị phạm thiên thiện kiến. Cõi mà các vị phạm thiên có nhãn lực tinh tường hơn các vị phạm thiên thiện kiến. Cõi mà các vị phạm thiên có nhãn lực tinh tường hơn các vị phạm thiên thiện kiến. À, thì đó là cõi thiện hiện. Rồi, xuống dòng, gạch đầu dòng ra. Nhục nhãn, phải thiên nhãn và tuệ nhãn. Nhục nhãn, thiên nhãn và tuệ nhãn hơn hẳn các phạm thiên thiện kiến. Phải. Nhục nhãn, thiên nhãn và tuệ nhãn hơn hẳn các phạm thiên thiện kiến. Còn pháp nhãn thì ngang nhau. À, tức là cõi thiện hiện này có cái nhục nhãn, cái thiên nhãn và tội nhãn hơn những cái vị phạm thiên cõi thiện kiến ha. À, nhưng mà về pháp nhãn, về thấy được, hiểu được các pháp thì nó ngang nhau, nó giống nhau. Đó là cái sự khác biệt giữa cõi thiện kiến và cõi thiện hiện là như vậy. Rồi xuống dòng trú xứ. Trú xứ hai chấm. Đây câu này. Đó, Sudassi năng nip bát tà tí bằng Sudassi. À, tức là có nghĩa là chỗ trú của phạm thiên thiện hiện, gọi là thiện hiện thiên. Đó là từ câu Bali đó. Chỗ trú của phạm thiên thiện hiện gọi là thiện hiện thiên. Chữ hiện này, chỗ trú của phạm thiên thiện hiện viết hoa đây, chữ hiện viết hoa nha. Sửa lại chữ đó. Thiện hiện thiên. Thiện hiện thiên cũng viết hoa in cái chữ nhảy. Thiện hiện thiên. Đúng rồi. Rồi, sao đúng không? Yeah. Rồi, tái sanh hai chấm. Đây là tục sanh đi, tục sanh hai chấm cho nó giống như cái tục sanh. Tục sanh hai chấm. Vị thánh A La Hàm có định quyền mạnh. Vị thánh A La Hàm có định quyền mạnh. Samadhi-triya. Samadhi-triya. Chứng đắc ngũ thiền sắc giới sau khi mệnh chung tái sanh về cõi này. Vị thánh A La Hàm có định quyền mạnh, chứng đắc đủ thiện sắc giới sau khi mệnh chung tái sanh về cõi này. À, tức là cõi thiện hiện là khi nào những vị thánh nào mà A La Hàm mà tu về thiền sắc giới, đắc ngũ thiền
mà có cái phần định trội hơn, phần định là trưởng hơn, mạnh hơn, thì sẽ mệnh chung sanh về cõi thiện hiệt, cao hơn những cái cõi kia, bởi do định quyền mạnh. Còn những cõi kia như là tính quyền thấp nhất, rồi tấn quyền là kế đó, niệm quyền là kế nữa, rồi giờ tới đinh quyền mạnh hơn nữa. Thì như vậy, vì Thánh A-la-hàm mà có cái định quyền mạnh thì được sanh về cõi thiện hiện cao hơn ba cái cõi trước. Đó là cái vấn đề của cõi thiện hiện là như vậy. Rồi cõi cuối cùng của ngũ tinh cư là cõi sắc trú cánh thiên ha. Vậy này, sắc trú cánh thiên. Sắc trú cánh thiền Akanitha phù mi, Akanitha phù mi, gọi sắc trú cánh thiền. Rồi đúng không ạ? Đây là trú xứ, ghi nha, đây là trú xứ của các vị phạm thiên. Đây là trú xứ của các vị phạm thiên. Có ân đức, giới, định, tuệ cao nhất. Đây là trú xứ các vị phạm thiên có ân đức, giới, định, tuệ cao nhất. So với bất cứ vị phạm thiên nào trong cõi sắc, so với bất cứ vị phạm thiên nào trong cõi sắc, kể bốn cõi tịnh cư thấp, đây là trú xứ của các vị phạm thiên có ân đức, giới, định, tuệ cao nhất so với bất cứ vị phạm nào trong cõi sắc, cõi sắc giới đó, kể cả bốn cõi tịnh cư thấp. Là đây, cái cõi sắc trú cánh thiên này là cõi cao nhất, có khả năng là trí tuệ về giới định tuệ cao nhất so với tất cả những vị phạm thiên ở cõi sắc giới, kể cả bốn cõi tịnh cư thấp này mình mới học nãy đó, bốn cõi đó là cõi sắc trú cánh thiên là cõi cao nhất. À đúng rồi đó, cao nhất. Rồi, cái cầu Bali ha. Lập đơn quý vị. Hello. Natthi rubi năng satta năng macche ke nachi gune nakanitta pha vo ete santi. Nakanitta, tức là ân đức pháp tánh to lớn đạt được so với các phạm thiên hữu sắc khác, gọi là Akanitha và sắc trú cánh. Đó là từ câu Bali ha, là thấy là những vị khỏi sắc trú cánh thiên này là những vị có ân đức và pháp tánh rất là cao và to lớn so với những bất kỳ những phạm thiên cõi hữu sắc nào, được gọi là sắc trú cánh. Từ cái chữ là Akanitha, dịch âm là sắc trú cánh. Rồi xuống dòng tái sanh hai chấm. Tục sanh hai chấm. Tục sanh được rồi, tục sanh đi cho nó luôn đó, nãy giờ tục không phải không? Nãy giờ tục sanh. Tục sanh luôn. Lộn xộn. Tục sanh hai chấm.
Vị thánh A La Hàm có tuệ quyền mạnh. À, vị thánh này cuối cùng là vị thánh này có tuệ quyền mạnh. Bình nhịp tuy giá, bình nhịp tuy giá. Hình như này thiếu chữ N thì phải, ở Bali trong sách này. Bình nhịp. Có chữ N nghe cho bình nhịp tuy giá vậy. Cái sách này hình như bị mất chữ. Bình nhịp tuy giá. Rồi. Chứng đắc ngũ thiền sắc giới sau khi mệnh chung tái sanh về cõi này. À, tức là vị thánh A La Hàm có tuệ quyền mạnh, tức là có cái ngũ quyền mà thuộc về tuệ quyền là trưởng, là những vị này có cái trí tuệ rất là mạnh. À, do có tuệ quyền mạnh họ sanh về cái cõi sắc trụ cánh thiền này, cõi cao nhất trong cái ngũ tịnh cư, tức là chứng đắc thiền sắc giới ngũ thiền sau khi mạng chung thì tái sanh về cõi sắc của cánh thiên, là cõi cao nhất trong cõi ngũ tịnh cư và cũng là cao nhất trong cõi sắc giới luôn ha. À, cõi sắc của cánh thiên. Chưa, xong chưa, ghi xong chưa, xuống dòng đặc biệt hai chấm. Đặc biệt hai chấm. Vị Phạm Thiên A La Hàm cõi sắc cứu cánh. Vị Phạm Thiên A La Hàm cõi sắc cứu cánh sẽ viên tịch ngay chính chỗ ấy, sẽ viên tịch ngay chính chỗ ấy. Phải. Vị Phạm Thiên A La Hàm cõi sắc cứu cánh sẽ viên tịch ngay chính chỗ ấy. Phải. Tức là trong kiếp Phạm Thiên ở sắc cứu cánh, tức là trong kiếp Phạm Thiên ở sắc cứu cánh, vị ấy sẽ chứng quả A La Hán. Vị ấy sẽ chứng quả A La Hán. Là kiếp sắc Phạm Thiên sắc cánh vẽ sẽ chứng quả A La Hán. À, tức là những vị Phạm Thiên này đúng không vậy? Những vị Phạm Thiên ở cõi A La Hàm sắc của cánh này đó, họ không như những cõi khác. À, họ những vị Phạm Thiên này là mà tử thì phải đắc A La Hán trước khi tử, tức là vị này đắc A La Hán xong là viên tịch luôn tại ngay cõi sắc của cánh luôn, chứ không có sanh qua kiếp sắc khác nữa. À, cho nên đặc biệt là vị Phạm Thiên này ở cái cõi sắc của cánh này thì sẽ chứng đắc A La Hán rồi viên tịch ngay tại đó luôn, ngay tại chỗ luôn, là không có đi qua một cảnh giới khác. Còn những vị Phạm Thiên khác thì phải sanh lên cõi khác để mà tu tiếp, thành tựu tiếp. Và riêng cõi sắc của cánh này là viên tịch tại chỗ luôn, tức là đắc A La Hán ngay tại chỗ luôn, là giống như cái cõi cuối cùng để họ chứng đắc A La Hán, coi như bậc A La Hàm với đây là cõi cuối cùng họ tu chứng đắc thành tựu luôn. Rồi xuống dòng, gạch một dòng cái nữa. Các Phạm Thiên ở năm cõi tịnh cư luôn đồng đẳng theo từng cõi. Phạm Thiên ở năm tịnh cư luôn đồng đẳng theo từng cõi. Không có tình trạng cao thấp như các cõi khác ngoài ngũ tịnh cư. Không có tình trạng cao thấp như các cõi khác ngoài ngũ tịnh cư.
những năm cái cõi này là gọi như đồng đẳng nhau, không có cái sự phân biệt là cao thấp khác nhau, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên không có. Thì mỗi một cõi là mỗi cái riêng của vậy là đồng đẳng nhất, không có sự phân biệt theo cái như vậy. Đó, cho nên cõi phạm thiên của tình cư nó là mỗi một cái là một cái riêng, là không có xếp chung vô như thành phạm phụ thiên, phạm chúng thiên vậy đó. Rồi sẽ dòng gạch đầu dòng cái đó ha. Muốn sanh về cõi ngũ tịnh cư phải hội đủ hai điều kiện. Hai chấm. Chứng ngũ thiền và đắc tam quả. À, tức là một vị mà muốn sanh về cái cõi này, 105 cõi này đó là ngũ tịnh cư đó, muốn sanh về cõi này phải có hai đầy đủ hai điều kiện này. Thứ nhất là phải chứng ngũ thiền, chứng khi tu đắc thiền sắc giới, chứng đắc ngũ thiền sắc giới, xong là tu để chứng đắc được tam quả, tức là a na hàm quả, chứng đắc được tam quả nữa thì khi tự tử mới tục sinh về cõi ngũ tịnh cư này. Hoặc là chứng đắc tam quả trước, nếu vị nào tu đắc quả trước, đắc với tam quả, xong họ tu qua thiền chỉ, vậy này đắc được ngũ thiền sắc giới, thì lúc đó họ mới sanh được về cõi ngũ tịnh cư. Còn không thì không thể sanh về cõi ngũ tịnh cư này. Cho nên muốn sanh về cõi ngũ tịnh cư này phải có hội đủ hai cái điều kiện này, là chứng đắc ngũ thiền và đắc tam quả, là mới được sanh về cái cõi ngũ tịnh cư này. Được chưa? Ghi xong chưa? Dòng gạch đầu dòng tiếp. Nếu ở cõi tịnh cư thấp khi hết tuổi thọ nhưng vẫn chưa đắc được A-la-hán. Thì sẽ sanh lên cõi ngũ tịnh cư cao hơn, tu tiếp. À, tức là những ở cõi tịnh cư thấp đó, tức là cõi thiện hiện thiện kiến này kia đó, thì những vị này nếu mà ở cõi này mà chưa cái tu mà đắc được A La Hán, mặc dù A La Hàm nhưng mà hết cái tuổi thọ đó mà chưa đắc được A La Hán thì họ phải tục sinh lên cõi cao hơn, lên cái cõi cao hơn chút xíu nữa, lên đó rồi mới tu tiếp cho đến khi nào đắc A La Hán. Nếu mà tôi ví dụ như cõi thiện hiện chưa đắc được A La Hán, lên cõi thiện kiến tu chưa được, lên cõi nữa, lên từ 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 rồi lên tới cõi sắc trú cánh thiên, rồi tới đây là chắc chắn là phải đắc A La Hán. Cho nên ghi vào những cái cõi thấp này là phải sanh lên tiếp tục, vẫn còn tái sanh, cho lên tới, nếu mà chưa tới cuối cùng, lên tới cõi sắc trú cánh thiên thì lúc đó thì chắc chắn là phải đắc, bởi vì cõi sắc trú cánh thiên là phải chấm dứt tuổi thọ đó và phải đắc A La Hán luôn này đó. Đó là vấn đề mà phải không? Bây giờ mình đánh gạch đầu dòng ha. Điểm đặc điểm tối hậu của cảnh giới này là trước sau gì cũng đặt A La Hán quả. Nhấn mạnh cho ta biết. Đặc điểm tối hậu của cảnh giới này là trước sau gì cũng đặt A La Hán quả. Tức là những vị mà sanh lên đây rồi là trước sau gì cũng đặt A La Hán quả. Không có chạy ra khỏi đâu.
còn những cảnh giới khác, những cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới khác, chết vẫn có thể tái sanh xuống làm người, vẫn bị tái sanh vòng 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 ha. Nhưng mà riêng ngũ tịch cư này là chắc chắn là không có. Tối hậu của cảnh giới này là như vậy, trước sau gì họ cũng sanh lên, lên cõi 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 cao cao lên, họ tu đặt cao án luôn. Cho nên điểm đặc điểm tối hậu của cảnh giới này là chúng ta biết là như vậy, trước sau gì cũng đặt cao án quả. Rồi, lời cõi sắc cứu cánh, nơi cõi sắc cứu cánh là cõi cuối cùng đó, nơi cõi sắc cứu cánh. Có bảo tháp Chulamani. Nơi cõi sắc cứu cánh có bảo tháp Chulamani. Đúng rồi, mà bảo là bằng họ coi như là sắp sắp tràn đó. Đầy đủ hóa sanh là đó. Nơi cõi sắc cứu cánh có bảo tháp Chulamani, tôn trí bộ vương phục cùng tóc của Bồ Tát sinh ra. Tôn trí bộ vương phục cùng tóc của Bồ Tát Siddhartha. Nghe chữ luôn. Tức là chỗ cái bảo tháp Chulamani này nè, là có tôn trí cái bộ vương phục của Bồ Tát. Lúc Đức Phật, lúc mà Bồ Tát đi tu á, đi tu thì ngài gửi bỏ vương phục á, cùng cắt cái tóc của ngài đó, thì bị những vị phạm thiên cõi sắc của cánh này đem về trên đây tôn thờ ở trên bảo tháp Chulamani. Đó là cái đặc biệt để chúng ta biết ha. Bởi vì khi mà Bồ Tát xuất gia đó, vậy khi Bồ Tát mà ra đi á, xuất gia đó, thì đại phạm thiên Khatika Tá Khatika Rá từ gọi sắc cứu cánh xuống dâng cho Bồ Tát những cái món vật dụng của một bậc xuất gia, và ngài mới mang cái bộ vương phục và cái tóc tóc cắt của người Bồ Tát mang về trên cái cõi sắc giới này, cõi sắc cứu cánh này, để tôn trí trong cái bảo tháp Chulamani này. Bảo tháp này nghe nói được biết là cao tới 12 giao tầng, cao tới 12 giao tầng, cao lớn ghê lắm, được tôn trí đó, chứ không có ở dưới của người nữa. Cho nên tóc sao lại tóc này, là chúng ta biết là chắc không biết sao đây mình có, nghe nói như có sao lại tóc ở của người mình có, làm biết có không? Bởi vì đọc cái này mình coi cái này thì lúc mà Bồ Tát cắt tóc thì được đem về cõi phạm thiên nữa, rồi cõi sắc của cánh thiên nữa, anh chưa đâu có cõi người mình đâu biết sao có này. Rồi thêm cái đánh dấu nữa, các vị phạm thiên này đều nhìn thấy nhau được dù khác cấp bậc. Các vị phạm thiên này đều nhìn thấy nhau được dù khác bậc, khác bậc nha. Các vị phạm thiên này đều nhìn thấy nhau được dù khác bậc, tức là những cõi thấp cõi cao khác nhau đó, vẫn nhìn thấy nhau được. Tức là những vị này họ thấy nhau được hết, còn có những cái cõi mà những cõi cao nhìn thấy cõi thấp thôi, những cõi thấp không nhìn thấy cõi cao. Rồi xuống dòng tuổi thọ của các phạm thiên cõi ngũ tịnh cư, hai chấm, tuổi thọ của các phạm thiên cõi ngũ tịnh cư, copy luôn. Quý hà năng cấp ba sa hát sa ní, vô thiền là cái đầu tiên đó, là 1000 kiếp trái đất, 1000 kiếp trái đất,
và cái đất mình sanh hoại là 1000 lần như vậy đó thì mới hết tuổi thọ. Mà khiếu trái đất mình là cũng khủng hoảng lắm, cái tuổi thọ cũng rất là lâu đó. Rồi á tóc ba năng đuê khắp và sát hát sát xa đi cõi vô nhiệt là 2000 kiếp trái đất, à, tức là khắp ba sa hát xa đi khắp ba sa hát xa đi là 2000 kiếp trái đất. Rồi chú đất xa năng chắc ta đi chắc ta đi khắp ba sa hát xa đi và cõi thiện kiến là 4000 kiếp trái đất. Rồi tới su đắc si năng ắt tha cấp ba sa hát sa ni cõi thiện hiện là 8000 kiếp trái đất. Rồi cõi cuối cùng là cõi a ca ni tha năng so la sa cấp ba sa hát sa ni a du pa ma năng cõi sắc của cánh thiên là 16000 kiếp trái đất. Cũng quản ha, coi như họ sống gần như là họ sống hoài luôn á, không có chết, những vị này sống tuổi họ lâu. Rồi thêm phần trú xứ Akanitha năng Nipatta tí là bằng Akanitha là trú xứ của Phạm Thiên Sắc Cứu Cánh, gọi là Sắc Cứu Cánh Thiên, từ chữ Bali gọi là Sắc Cứu Cánh Thiên. Rồi, mãnh lực của năm quyền 2. Mãnh lực của năm quyền. Cái này thầy đủ không? Mãnh lực của năm quyền. Mãnh lực của năm quyền. Xuống dòng, vị có tính quyền mạnh hơn sẽ sanh về cõi vô phiền. Vị có tấn quyền mạnh hơn sẽ sanh về cõi vô nhiệt. Vị có niệm quyền mạnh hơn sẽ sanh về cõi thiện hiện. Vị có định quyền mạnh hơn sẽ sanh về cõi thiện kiến. Vị có tuệ quyền mạnh hơn sẽ sanh về cõi cứu cánh. Và đọc cho quý vị nghe năm cái này ha, tức là mãnh lực của năm cái quyền: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Do năm cái này, năm quyền này, mà vị nào mà tu tập mà có được cái đắc thiền mà có tính quyền mạnh thì họ sanh về cõi vô phiền. Nếu mà tấn quyền mạnh thì họ sanh về cõi vô nhiệt. Niệm quyền mạnh họ sanh về cõi thiện hiện. Định quyền mạnh thì sanh về cõi thiện kiến. Và tuệ quyền mạnh sanh về cõi sắc cố gắng. Tức là do sự khác biệt giữa tính, tấn, niệm, định, tuệ nó đưa đi tái sanh về những cái cõi từ thấp lên cao. Nó tùy theo, cũng giống như con người mình vậy. Khi mình sanh ra có người ở sanh là vào những cái nơi là nghèo khổ, có người sanh khá hơn chút, có người sanh tốt đẹp hơn chút, có người sanh giàu sang hơn chút. Hello, hello, 1, 2, 3, có nghe lại chưa? Nghe lại ha? Rồi, ok, tự nhiên nó rớt rồi.
Rồi, như vậy là mãnh lực của năm quyền này để cho chúng ta biết là do tính tấn niệm định tuệ nó phát sanh ra cái trú xứ của mình được tái sanh về cõi đó. Nếu mà mình tu về cái tính quyền mạnh thì sẽ sanh về cõi vô phiền, tấn quyền sanh về cõi vô nhiệt, niệm quyền sanh về cõi thiện hiện, định quyền sanh về cõi thiện kiến, và tuệ quyền sanh về cõi sắc cứu cánh thiên. Do vậy cho có cái sự phân biệt do từng cái cõi là do có năm cái quyền này phát sanh. Thì ở đâu vậy, có cái phước báo mà càng lớn càng mạnh thì sanh về những cái nơi tốt đẹp. Ngay ở trong cõi người mình nó có những cái sự phân biệt, chúng ta thấy không? Người nghèo khổ, người khá giúp, người giàu chút xíu, người quá giàu, cũng do phước báo trong quá khứ họ đã tu tập như thế nào đó. Đó là vấn đề như vậy. Rồi Hà muốn hỏi, ok, mời lên. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Dạ Nam Mô Thầm Mà, Dạ Nam Mô Sang Ca Giá, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào thầy Kinh và đạo tràng. Dạ thưa thầy, con cho con câu hỏi. Hồi nãy thầy nói có hai điều kiện cho một vị A-na-hàm tái sanh lên cõi ngũ tịnh cư thì phải là tam quả hoặc và chứng đắc ngũ thiền. Nếu một vị mà họ chỉ có chứng đắc tam quả nhưng mà không có ngũ thiền thì sanh vào cõi nào? Và nếu như họ sanh ở cái cõi đó mà họ tu tiến mà họ đắc được ngũ thiền, thưa thầy, họ có tái sanh vào cõi ngũ tịnh cư hay là họ lại ở tiếp tục ở cái cõi mà họ chưa chứng đắc ngũ thiền để lên được cái cõi ngũ tịnh cư, phải đạt hai cái điều kiện đó? Con xin trao mức cho thầy. Con xin. Ê, xa tớ. Alo, có gì có nghe không? Rồi, đó. Rồi, trong cái vấn đề này cho ta biết là bắt buộc ha. Một vị muốn sanh về cõi ngũ tịnh cư là phải trước tiên là phải vị chứng đắc ngũ thiền sắc giới là một. Thứ hai là phải đắc được tam quả, tức là A-na-hàm quả. Thì phải có đầy đủ hai điều kiện này mới sanh về cõi ngũ tịnh cư được. Nếu không có hai điều kiện này không thể sanh cõi ngũ tịnh cư. Bây giờ một vị đắc ngũ thiền sắc giới nhưng mà họ không có đắc được tam quả thì họ cũng không sanh được về cõi này, là một. Thứ hai, cõi người mà đắc được tam quả mà không có đắc được ngũ thiền cũng không được sanh về cõi này. Nếu mà người đắc tam quả mà không có thiền thì chỉ sanh về cõi sơ thiền thôi chứ không sanh về cõi ngũ tịnh cư này được. Nó có cái sự đặc biệt ở chỗ này là cõi ngũ tịnh cư chỉ dành cho những bậc thánh A La Hàm đắc được tam quả. Thì nắm được chưa? Đắc được tam quả mới sanh được về được. Chứ nếu mà không đắc được tam quả mà chỉ đắc thiền không thì cũng không sanh về được. Và đắc được tam quả, đắc được ngũ thiền mà nó tùy theo tính tấn niệm định tuệ thì nó phát sanh ra năm cái quả này, năm cái cõi này. Nếu mà tính quyền mạnh thì sanh về cõi vô phiền, tấn quyền mạnh thì sanh về cõi vô nhiệt, mà niệm mạnh thì sanh về cõi thiện hiện, mà định quyền mạnh thì sanh về cõi thiện kiến, và sắc cứu cánh thì tuệ quyền phải mạnh nhất. Trong năm quyền này thì cái mạnh cuối cùng là tuệ quyền thì được sanh về cõi sắc cứu cánh. Và cõi sắc cứu cánh này đặc biệt cái chỗ là sắc cứu cánh này là phải đắc A La Hán luôn chứ không có thể nào mà như cõi khác. Ví dụ như cõi vô phiền thì họ chưa đắc A-la-hán, họ vẫn sống trên đó, họ chưa đắc A-la-hán thì họ tử thì họ tục sinh lên cõi cao hơn. Bây giờ họ lên cõi vô nhiệt, họ tu tiếp, tu hết tuổi thọ cũng chưa đắc được, phải sanh lên cõi thiện hiện, tu tiếp. Nếu ở thiện hiện này đắc được thì thôi, còn nếu chưa đắc được sanh tiếp lên cõi thiện kiến, rồi thiện kiến mà đắc được thì ngừng, còn không lên sắc cứu cánh. Và khi lên tới cõi sắc cứu cánh là phải đắc, nhưng mà không thể ngừng được nữa. Lên cõi sắc cứu cánh là ba la mật đầy đủ, hay những người mà đầy đủ ba la mật là phải lên đây, lên đây mà tu, và cuối cùng họ chứng đắc đạo quả ngay tại đó luôn, không có sanh cõi khác nữa. Đặc biệt của cõi sắc cứu cánh là như vậy. Rồi, được chưa, nắm được chưa? Alo, vì gì đó? Vì có tam quả mà không có thiền thì sanh như cõi sơ thiền thôi, không sanh được mấy cõi này đâu, thì sanh về cõi sơ thiền. Rồi không có thiền mà, không có thiền thì coi như họ chỉ được sanh về cõi sơ thiền sắc giới thôi.
không? Nắm được không? Alo. Rồi, hôm nay chúng ta học tới đây ha. Tới đây là vừa phải lẽ ha. Thì do phước báo mà chúng ta hôm nay là nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng điều nhà cả thấy. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Rồi xin gửi mic lại cho cô Nhật Quỳnh nha. Dạ, sa thú lành thai, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân vinh kính rất là nhiều đã giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, và đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ.